Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chi Bi. Và video ngày hôm nay là video chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 27 tây tháng 2 năm 2018. Yeah, là ngày 12, mùng 12 Tết. Là mùng 12 là hết Tết rồi đó. Còn đây là danh sách nè mấy em. Đây, danh sách của các bạn đã đặt hàng của ngày 27 tháng 2. Và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bốc thăm xem đơn hàng nào là đơn hàng may mắn nhận một cái Wixi. Đó, rất là dễ thương của chị Kè Kèm. Và đây chính là danh sách chúng ta sẽ cùng nha. Các bạn hãy đăng ký thành viên, hãy đặt hàng để có cơ hội nhận một Wixi dễ thương. 1, 2, 3, 4, 5. Rớt chưa? 1. Wow, rớt rồi. Tên tên. Và đơn hàng Lê Thể Vi là đơn hàng may mắn đã nhận được cái Wixi ngày hôm nay. Xin chúc mừng Lê Thể Vi. Và đầu tiên ngày hôm nay là đơn hàng của Nguyễn Trọng Vũ, 211.000. Đầu tiên là bộ đồ bà ba rất là dễ thương luôn. Áo hoa nè, đó, quần trắng này nha. Có giá là 30.000 đồng. Tiếp theo là bộ đồ học sinh, 25.000 đồng, rất đẹp. Và đây là búp bê mắt đá, 35.000, tóc vàng hồng, hoa váy nâu. Khuôn mặt rất xinh. Bum bum, trời ơi, nàng tiểu thư xinh đẹp, 47.000 nè mấy em. Tóc màu vàng xoăn nhẹ nha, áo chấm bi hồng, có nơ, có dù luôn, rất đẹp. Tiếp đến là bịch trang sức hạt 4.000 đồng, rồi một cái váy nữa nè. Wow, một cái váy vàng chéo vai nha, váy xòe màu vàng rất là đẹp luôn, 20.000 đồng. Cuối cùng thì là cái vỉ giày, đây các em xem vỉ giày 12 đôi, 17.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trương Thùy Dung, 169.000. Gồm có cái Wixi kem viên 18.000, một slam lớn 8.000 và một mochi hà mã. Wow, rất là dễ thương, 15k. Ngoài ra thì còn có anh kem 30.000 đồng nè, có cà vạch đỏ, mặc một bộ vest đen ha, rất là ngầu luôn. Tiếp theo là một cái quạt nha, nó đang quạt nè, các em thấy không, nó rất là mát luôn. Và bây giờ chị sẽ tắt nó. Đó, nó có giá là 65.000 đồng nha. Các em nhớ về thì cắm sạc vô. Ở đây thì chị cắm pin vô rồi, nó có dây sạc nè nha, nhớ sạc pin. Tiếp theo là đơn hàng của Tô Thị Thủy Tiên, 365.000. Gồm có hai đất sét 5.000, hai hũ borax, mỗi hũ là 15.000. Xin lộn, cái này là keo sữa nha, mỗi hũ 15.000. Còn đây mới là borax nè, hai borax thì mỗi borax là 5.000 đồng. Tiếp đến thì là hộp kit làm slam 50.000 đồng nha. Rồi có thêm là hương, 3 chai mùi hương, mỗi chai là 10.000 đồng. Rồi đến cái trứng lưới 10.000 đồng, túi trượt thì 30.000 đồng nha. Tiếp đến là 5 bịch móng tay nữa chứ. Nè, 1, 2, 3, 4, 5. Có rất là nhiều hình nha. Đó, trái cây, bông hoa, mặt gấu rồi đó. Rồi cuối cùng thì là hộp nhẫn. Đây, hộp nhẫn 140.000 đồng. Hộp nhẫn rất là đẹp luôn nha, có rất là nhiều kiểu luôn nè, chim cong, chữ, rồi chuồn chuồn. Wow, có cái này đẹp quá nè, bó hoa, bướm bướm, rất là đẹp luôn nha, 140.000 đồng. Tiếp theo, Hồ Thị Phương Ngân ơi, đơn hàng 117.000. Gồm có một bịch hạt xốp 9.000 đồng, rồi đến là hũ keo sữa 15.000 đồng. Cuối cùng thì là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, có thể nấu ăn thật luôn, chơi rất là vui luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Võ Huỳnh Như Quỳnh, gồm có một chai hương dâu 10.000 đồng và một bộ kit làm lam 50. Chắc là chị sẽ bỏ cái chai này nó vô trong đây luôn nha. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Thúy, 91.000. Gồm có là bịch móng tay 5.000 đồng. Tiếp đến là một slam trái cây, đó, 5.000, Wixi 18.000 và túi trượt 30. Và bây giờ là đơn hàng của Hồ Thị Hoài, 284.000, gồm có trứng lười 20.000 đồng, sau đó là hai cái trứng lưới nè, mỗi cái là 10.000, đó, xanh và hồng. Rồi túi trượt, đây, túi trượt 30.000 đồng nha. Tiếp đến thì là bộ kit làm lam 50.000 đồng và cả một Wixi Panda 25k. Hai viên slam thuốc. Đây, wow, cái này màu hồng và màu đỏ, rất là đẹp, mỗi viên là 10.000 đồng. Còn có cả hai slam lỏng nữa nè, 4.000 đồng một cái slam lỏng này. Còn đây thì là marshmallow vani, yeah, 16.000 đồng. Hạn sử dụng còn rất là xa của Philippines nha mấy em.
Tiếp đến thì là một cái kimono. Đây, váy kimono loại ngắn nè, may hai lớp, vải cũng đẹp ha, kiểu cũng đẹp luôn. Và cuối cùng thì là năm bịch kẹo nổ để chị xem coi. Xoài nè, táo nè, dâu nè và xài. Đó, năm ba vị nha, rất là ngon, mỗi bịch 3.000 ăn. Rồi nổ đã lắm. Và bây giờ Trần Phương bảo anh ơi, đơn hàng 13.000. Gồm có là một slam con mắt nè, 9.000 đồng. Tiếp đến thì là slam trái cây và slam nước ngọt thì là 5.000 đồng một loại. Rồi đến là hai slam quả tiễn cũng là 5.000 đồng luôn. Slam ga thì là 12.000. Slam thuốc thì là 10.000 nha. Còn đây có trứng lưới nữa nè. Trứng lưới thì 10.000. Wow, có cái túi trượt nữa. 30.000. Rồi đến à, bum bum. Nguyên một hộp nhẫn luôn. Một hộp nhẫn 140.000 đồng nè mấy em. Ha. Rất là đẹp nữa, có cái nắp chúng ta sẽ đậy lại nha. Ngoài ra thì bạn này có đặt thêm là 3 bịch móc, mỗi bịch 3.000. Có cái nón lá nữa nè, 10.000 đồng một cái. Rồi đến là bịch tập sách. Này có 4 quyển tập viết ha và giấy in ba liên, rất là thú vị, 12.000. Và một kiếp xí táo. Đây, kiếp xí táo 18.000. Và bây giờ là đơn hàng của bé Bùi Lê Thanh Thảo 100.000 đồng. Gồm có hai bịch Oras đây, mỗi bịch là 5.000. Ba chai nè, hương dâu, hương dứa và hương sữa, mỗi chai là 10.000. Tiếp đến là hũ keo sữa. Đây, hũ keo sữa 15.000 nha. Rồi đến là ba hũ kim, ba bịch kim, ba cái kim tuyến mà cái loại mà có ba chai nè. Một bịch như vậy là 3.000 ha. Ê 5.000. Đây 1 nè, 2, 3 ha. Tiếp đến là đơn hàng của Vũ Thị Ngọc Mai 189.000, gồm có bộ kit làm lam 50.000 đồng. Tiếp theo thì là một marshmallow dâu 16.000 đồng, rất là ngon, hạn sử dụng này nha. Rồi đến là bạn này có nhờ chị mua giùm hai chai dung dịch rơ miệng thì mỗi một chai như vậy là 14.000 đồng. Tiếp đến là một cái váy hồng 25.000. Đây, váy rất là đẹp luôn. Có một cái ren xanh ở trên ha. Cái áo à, cổ xéo nè, có nơ nữa, rất đẹp, 25.000 nha. Hai chai là mùi cam và mùi dâu, mỗi chai 10.000. Borat thì 5.000 một bịch, hai bịch. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Bảo Ngọc 160.000 đồng, gồm có hũ keo sữa 15.000, đến hai chai mùi hương nha, chai sữa và hương dâu, mỗi chai là 10.000 đồng. Tiếp đến là bốn chai màu nha, một nè, này là màu cam nè, màu đỏ nè, màu xanh nè, màu vàng thì nó hết chai lớn, chị lấy hai chai nhỏ cũng cùng giá là 4.000 một chai nha. Coi như đây là chỉ có 4 chai. Rồi đến hai bô rác, mỗi bô rác là 5.000. Tiếp theo là 5 loại slam 5.000 nha, gồm có quả tiễn nè, cà phê, sao, tim và slam xốp, mỗi thứ là 5.000 đồng. Rồi đến là đất sét Nhật thì có hai màu. Đó, mỗi cái cũng 5.000. Rồi bạn này có đặt là hai hũ slam nước ngọt, có một hũ là nhũ này nha, nhũ xanh, rồi màu đỏ thì trong. Slam lỏng nữa nè, đó, 4.000. Và cuối cùng là một slam người tuyết, yeah, 20.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Thùy Trang 126.000 đồng. Tiếp theo là 6 chai mùi gồm có 2 mùi xưa, sữa nè, 1 cam, 2 dâu và 1 dứa nha. Mỗi chai 10.000. Rồi đến là hũ keo sữa 15.000 đồng và 2 bịch hạt xốp, mỗi bịch là 9.000. Tiếp theo, Linh Nguyễn ơi, đơn hàng 153.000. Gồm có 2 bịch Borat, mỗi bịch là 5.000 đồng. Đến 2 hũ keo sữa, mỗi hũ như vậy là 15.000 nha. Rồi đến là kim tuyến nữa nè, bạc và xanh dương, mỗi bịch là 5.000 đồng. Mùi hương thì có sữa và dâu 10.000 một chai. Bột nhũ, đây bột nhũ màu vàng 20.000 đồng ha. Đến là tuyết nhân tạo, đây chỉ có ghi chữ tuyết để phân biệt với lại cái borat nha, 10.000 đồng một chai, 10.000 đồng một bịch. Còn đây thì là đất sét ha, 15.000 đồng một bịch. Và bây giờ là đơn hàng của Đặng Thị Nguyệt Anh 218.000. Gồm có 3 bịch borat thì mỗi bịch là 5.000 đồng nha. Sau đó là tới bịch kim tuyến có 3 hũ 5.000 đồng. Hai chai hương dâu, dứa. Ủa, chai dâu và dứa mà lấy lộn dâu và sữa rồi. Và đây là chai dứa chị đã đổi lại nha, mỗi chai là 10.000. Rồi đến là bịch xốp tím, đây 9.000 đồng ha. Hai bịch cát 10.000 đồng một bịch nha.
Rồi đến là hai bịch lam xốp. Tuy nhiên lam xốp thì không có màu trắng, cho nên chị lấy chai màu hồng và màu xanh, 5.000 một bịch. Hai hũ keo sữa 15.000 đồng một hũ. Rồi đến là hai slam lỏng nữa nè, 4.000 một slam. Slam nhũ, đây lam nhũ màu 4.000 luôn nha. Tiếp đến thì là màu, đây gồm có 5 màu, đâu rồi đây nè nha, mỗi màu thì là chỉ có 4.000 đồng. Rồi đến là slam trong suốt, đây slam trong suốt là slam kim cương 9.000 ha. Hai viên kẹo Milu mỗi viên 2.000 đồng, một bịch đất sét Nhật màu trắng 5.000 và một whisky kem 18.000. Và bây giờ là đơn hàng của Phan Nguyễn Thủy Tiên 185.000, gồm có 3 hũ keo sữa nè, mỗi hũ là 15.000 đồng. Sau đó thì đến là 2 bịch borat nha, 2 bịch borat thì mỗi bịch là 5.000 đồng. Rồi đến là 2 bịch cát nữa, đây mỗi bịch là 10.000 nha. Ngoài ra thì còn có là 3 bịch đất sét nè, mỗi bịch đất sét như vậy là 5.000 đồng. Rồi một bịch nhũ nữa, đây bịch nhũ, bịch nhũ này thì là 20.000 nha, nãy giờ chị bóp nhũ tay chị nó dính luôn nè, 20.000 đồng. Sau đó thì là mùi hương, đây có 3 mùi, mỗi mùi là 10.000 đồng. Màu cũng có 3 màu, 4.000 đồng một chai nha. Tiếp theo là đơn hàng của Đỗ Thị Thùy Dinh 445.000, gồm có bộ đồ học sinh nè, đó 25.000, bộ kimono tím, đây loại ngắn nè ha, 50.000 đồng, rất là đẹp. Bộ đồ bà ba áo hoa 30.000 đồng nha. Rồi đến là cái nón lá nè, đó nón lá thì 10.000 đồng. Rồi đến là bộ đồ kiểu, đây một cái quần giống như là quần tây á ha. Còn cái áo nè, các em xem nè, cái vải thun nó lấp lánh luôn nha. Rồi có cái tay rớt vai nữa nè, rất là đẹp luôn, 35.000 đồng. Rồi đến là bộ đồ cho anh Ken, đây bộ đồ cho anh Ken 30.000 đồng ha, áo sơ mi quần tây. Tiếp đến thì là cái tủ năm học 45.000 và cái tủ hồng 62.000, có tủ trang điểm nè, tủ treo đồ và mấy cái hộp kéo để đựng phụ kiện giày dép. Tiếp theo là hai bịch móc, mỗi bịch là 3.000. Còn đây thì là vỉ giày nha, vỉ giày 17.000 đồng, 12 đôi. Rồi đến là một cái ba lô hoa màu xanh, đây rất là dễ thương luôn nha, chắc chắn nữa. 4 bịch ly chai rất là đẹp luôn, 5.000 đồng một bịch. Rồi đến là 3 bịch phụ kiện kiểu mới, mỗi bịch là 5.000 đồng. Phụ kiện kiểu cũ nè, 5.000 đồng luôn. Wow, có cái vương miện nữa nha. Tiếp theo Đặng Hồng Vinh ơi, đơn hàng 381.000. Đầu tiên là nguyên một cái vỉ phụ kiện luôn. Đây các em xem, nguyên một cái vỉ phụ kiện kiểu mới này luôn nè, 100.000 đồng lận đó, rất là nhiều luôn. Vương miện nè ha, vòng cổ, vòng tay, lắc rồi đôi bông rồi. Trời ơi, quá xá đẹp luôn. Rồi đến là cái vỉ phụ kiện này nữa chứ. Hồi nãy là một vỉ này, bây giờ là một vỉ nữa. Trời ơi, vỉ này 80.000 luôn, lại càng nhiều đồ đẹp nữa. Nón rồi, iPhone, giày, dép, rồi trời ơi, rất là đẹp. Tiếp theo thì lại là một vỉ tiền luôn. Trời ơi, cái gì cũng một vỉ hết. Đó, một vỉ này 20 bịch, mỗi bịch chỉ có 2.000 đồng thôi nè. Y tiền thiệt luôn nha, chơi rất là vui luôn đó, học cách sử dụng tiền. Rồi đến là hai cái ba lô. Đó, một cái ba lô là dây kéo sọc ha. Nè, dây kéo dọc nè. Rồi đến là cái này thì là dây kéo ngang một cái. Đó, rất là chắc chắn, bằng da, không thấm nước, đựng được rất là nhiều đồ luôn, 15.000 một cái nha. Rồi đến là cái cặp tát nữa nè, đó, 9.000 đồng. Tiếp theo là cái bàn 7.000 một cái và ghế nè, 1, 2, 3, 4, 4 cái ghế thì mỗi cái là 5.000. Và dĩ nhiên có thêm một cái tủ hồng nữa nè đó, mấy em xem, bàn trang điểm ha, tủ treo đồ và mấy hộp này nữa nè, 62.000 đồng cái. Tiếp theo là đơn hàng của Dương Thi Khanh 238.000. Đầu tiên là cái váy hanbok. Đó, váy này là kiểu mới luôn nè, chị mới nhập về luôn đó, để chị cho các em xem. Đó thì cái váy nó rất là dài ha, có cái hoa văn nè. Đây để chị mở cho thấy. Hoa văn nè, trang trí vòng tròn các kiểu luôn nha. Đây, chúng ta sẽ học trang trí đường tròn luôn. Rồi ở phía trên á là cái váy nó sẽ như thế này. Để chung vô thì các em dòm nó sẽ bị rối con mắt, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta tách ra như thế này nè, đó,
Thì mấy em thấy là bộ váy hanbok này nó cũng rất là đẹp nha. Nó có hoa văn nè, đó. Thấy không? Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn. Màu nâu mà có ren và có những hoa văn này nữa nha. 50.000 đồng. Rồi đến là bộ đồ kiểu nè. Bộ đồ kiểu này thì là tay dài nha. Đó. Váy ren này là có thể mặc chung với cái hanbok đó cũng được đó mấy em. Đó, cái váy hanbok á, đổi qua đổi lại, đổi cái áo qua, đổi áo lại á. Ha, cũng đẹp đấy nha, bộ này 35.000. Đó, giả dụ như là đang cái áo này với váy này. Bây giờ chúng ta sẽ đổi qua như thế này. Đây, chúng ta sẽ đổi như thế này. Nhìn nó cũng lạ lạ đúng không? Còn không thì mình cứ để y như cũ nha. Rồi đến là cái ba lô 15.000 đồng nè. Bằng cái vải gì mà cái màu thấy đẹp quá ta. Rồi cái mũ nữa nha. Cái mũ kim sa 8.000 đồng. Rất lấp lánh. Và cuối cùng thì là một anh kem tóc thật. Đó, anh kem trong hộp nè, 90.000 đồng ha. Quần lấp lánh kim tuyến. Và đặc biệt là đôi giày màu trắng nha. Tiếp theo là đơn hàng của Vũ Thảo Nhi 100.000 đồng. Gồm có là 3 chai hương nè, sữa nè, dứa nè, dâu. Mỗi chai là 10.000. Rồi đến là màu nha. Đủ màu hết luôn, 4.000 đồng một chai. Còn đến đây là đất sét 5.000 và borax thì cũng 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Thảo Vi 105.000. Gồm có slam nước ngọt nè, slam quả tiễn nè, slam trái cây nè. Thì mỗi cái là 5.000 đồng nha. Ngoài ra thì còn có hai slam xốp. Đây slam xốp là 5.000 đồng một bịch luôn. Tuy nhiên là ở trong đây anh có nhập lộn là tới 9.000 lận. Thì chị sẽ sửa lại đây là 5 nha. Thì có nghĩa đây là 10. Thì chị sẽ trừ lại 8.000 ha. Trừ lại 8.000 thì còn lại là 97.000 nha. 97.000 thôi ha. Như vậy là có 2 slam shop 5.000 đồng, 1 slam kim cương. Thì kim cương này là 9.000. Rồi đến là slam bia thì là 9.000. Và cuối cùng là nước ép thì là 11.000. Nguyễn Phương Linh 168.000. Linh có đặt là 3 bịch borax này mấy em. Mỗi bịch 5.000. 6 chai mùi khác nhau thì mỗi chai như vậy là 10.000 đồng. Tiếp theo là 5 chai màu, mỗi chai là 4.000 đồng. Rồi đến là 5 bịch tiền nữa nè. Đó, mỗi bịch là 2.000 đồng nha. Còn đây thì là 2 bịch hạt xốp, mỗi bịch 9K. Bịch kim tuyến 3 hũ, 9.000 đồng, mỗi lộn 5.000 đồng một bịch. Và bây giờ Trần Anh Tuấn đơn hàng 101.000 đồng. Gồm có là 2 bịch tuyết nhân tạo nè mấy em. Đây, 2 bịch, ấy lộn 1 bịch tuyết và 1 bịch borax. Tuyết thì 10.000, borax thì là 5.000. Sau đó là whisky 18.000, dưa hấu và kem. Đến là 2 slam trái cây 5.000 đồng một trái. Và bây giờ là đơn hàng của Võ Minh Phương 140.000 đồng. Gồm có 2 bộ kit làm lam, mỗi bộ như vậy là 50.000 đồng. Tiếp đến Nguyễn Hoàng, Hoàng Yến ơi, đơn hàng 129.000 đồng. Gồm có là 3 bịch borax nè, mỗi bịch là 5.000 đồng nha. Rồi đến là 2 kẹo nổ, nửa dâu và xoài 3.000 đồng một viên, ăn một bịch chứ, ăn ngon lắm. Còn đây thì là kit làm lam 50 nha. Keo sữa thì 15.000 đồng, hương dứa thì 10.000. Tiếp theo Nguyễn Ngọc Khả Kỳ, đơn hàng 108.000 đồng. Gồm có anh kem, anh kem 45.000 đồng trong một bộ đồ rất là đẹp trai. Và đây là bộ đồ quần dài nữa nè ha, 30.000 đồng. Tiếp theo Lê Thế Vi, đơn hàng 83.000 đồng và là đơn hàng may mắn của ngày hôm nay. Xin chúc mừng em. Và đây là cái whisky chị xin gửi tặng cho Lê Thế Vi nha. Còn đơn hàng của Thế Vi thì có là hũ cây sữa 15.000, 2 bịch borax mỗi bịch 5.000 đồng, 2 keo sữa lận nha, 2 keo sữa. Và cuối cùng là một chai hương sữa 10.000. Nó có trộn một ít dâu á nha. Và bây giờ là đơn hàng của Lê Ngọc Thùy Lâm 85.000 đồng. Gồm có 2 hũ keo sữa 15.000, 3 bịch borax mỗi bịch là 5.000 đồng. Và 2 slam soap mỗi bịch là 5.000 đồng. Tiếp theo Phương Thảo và Quốc Bảo đơn hàng 170.000 đồng nha. Gồm có 2 bộ kit đó, mỗi bộ là 50.000 đồng. Sau đó là bột nhũ hồng nè và bột nhũ vàng. Thì mỗi bột nhũ là 20 nha mấy em. Và bây giờ là đơn hàng của Vũ Thị Hà 115.000 đồng. Gồm có là 3 bịch borax mỗi bịch 5.000. Sau đó là 12 đất sét nha. Gồm có xanh lá cây 3 nè, cái này thì 4 nè, là 7 nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12 nha. Mỗi bịch 10.000.
Tiếp theo là đơn hàng của bé Nguyễn Hồ Ngọc Lý 153.000, gồm có 10 bịch bô ráp lận mấy em. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha, 10 bịch bô ráp, mỗi bịch 5.000 và một bịch nhũ vàng 70.000, rất là nhiều luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Đinh Ngọc Hà 127.000, gồm có hai bé nhí thời trang, mỗi một bé như vậy là 7.000 đồng nha, gồm có tóc nâu và tóc vàng luôn, rất là đẹp. Giá đỡ ha, 10.000 đồng một cái. Sau đó thì có hai bịch móc nữa nè, mỗi bịch 3.000, dày, wow, 5.000 đồng một bịch. Cuối cùng thì là một búp bê mắt đá, đây búp bê mắt đá 35.000 đồng nha, rất là xinh. Tiếp theo là bộ tập sách 12.000, gồm có viết nè và giấy in ba ly và 4 quyển tập cho búp bê học tập nha, 12.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Hồng Nhung 97.000 đồng, gồm có hũ keo sữa 15.000 đồng, hũ keo sữa 4.000 đồng nha. Rồi đến là bô ráp 5.000, tuyết nhân tạo 10.000, hai hũ màu, ấy lộn, hai hũ hương dâu và sữa thì 10.000 đồng một hương, còn đây thì là đất sét 5.000 một bịch. Tiếp đến anh Tú ơi, đơn hàng 88.000, gồm có bịch phụ kiện mới 5.000 đồng và bộ kit làm lam 50. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thành Nhân 159.000. Đầu tiên thì có là 4 bịch kim tuyến, cái loại 3 hũ nha. Đây 4 bịch, thì mỗi một bịch như vậy là 5.000 đồng, gồm có 3 hũ kim tuyến rất là đẹp luôn. Tiếp đến là 3 mùi hương dâu, mỗi mùi như vậy là 10.000 nha. Còn đây thì là màu, đó, 6 chai màu, mỗi chai là 4.000 đồng ha. Bô ráp thì là 5.000 đồng một bịch. Tuyết, đây để coi coi, có 3 bịch tuyết nha, mỗi bịch là 10.000. Cuối cùng thì là marshmallow dâu và vani 16.000 đồng một bịch. Rất là ngon, mềm như whisky vậy đó. Đó, hẹn sử dụng. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Như Quỳnh 210.000 đồng, gồm có 3 bịch bô ráp mỗi bịch 5.000. Tiếp theo là 2 bịch slam xốp vàng và xanh biển, mỗi bịch là 5.000. Rồi đến lô tô mini 18.000 đồng ha, có mấy cái số bên sau nè. Hai whisky chuột lá, đó, đó là màu vàng và màu xanh, 18.000 một em. Một dụng cụ cho anh Ken 5.000 đồng nè, có kề, mỏ lết, cưa, đồ đầy đủ hết luôn. Tiếp đến là một cái ba lô nè, màu hồng trơn, bằng da, rất là đẹp luôn nha. Có giá là 15.000 đồng, rồi đến là hai bịch phụ kiện kiểu mới, 5.000 đồng một bịch ha. Hương dâu nè, 10.000 nha. Rồi đến là slam nước ép màu hồng, cũng 10.000 đồng luôn nha. Và 5 màu, đây, 5 màu là hai cái này là tính vô một chai ha, mỗi chai là 4.000 đồng đó. Rồi đến là cái giày nè, thể thao, 5.000, wow, bịch móng tay này rất là đẹp luôn, 7.000. 3 bịch kẹo nổ để chị xem coi, đó là xoài nè, rồi cái này thì là hình như là táo á, táo, còn cái này thì là dâu nha. 3.000 đồng một bịch, ăn ngon lắm, nổ bập bập bập, chị cũng thích ăn kẹo này lắm. Và hai chùm kim tuyến kẽm, đó làm được rất là nhiều việc, mỗi chùm chỉ có 5.000 thôi, công dụng của nó thì sử dụng được rất là nhiều việc luôn. Và bây giờ là đơn hàng của Phương Linh 159.000. Đầu tiên là 3 bịch bô ráp nha, mỗi bịch bô ráp như vậy là 5.000 đồng. Sau đó thì là 4 cái hũ màu nè, 4.000 đồng ha, đủ màu luôn. Rồi keo sữa thì là 5.000 đồng. Tiếp đến thì là hương dâu và hương sữa, mà lấy lộn, hương dâu và hương dứa. Và đây là hương sữa nè, chị đã đổi lại cho rồi đó nha. Tiếp theo thì là bịch hạt xốp màu hồng 9.000 đồng nha. Rồi đến là đất sét nè, đó, 3 màu, 4 màu ha, 5.000 đồng một mờ một ấy. Rồi đến là kẹo Milu, một viên Milu, một viên hamburger, mỗi viên 2.000 đồng. Hai bịch tuyết nhân tạo 10.000 đồng một bịch. Tiếp theo là đơn hàng của Huỳnh Mẫn Nghi, 399.000. Đầu tiên, trời ơi, 15 bịch bô ráp luôn mấy em. 2 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Như vậy là đủ 15 bịch bô ráp, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo thì là 5 hũ keo sữa nè, mỗi một hũ 15.000. Rồi đến là một whisky gấu sô-cô-la 75.000 nha. Rồi có bộ kit làm lam nữa nè, 50.000 đồng. Marshmallow thì có dâu và vani, 16.000 một bịch. Hạn sử dụng thì còn rất là xa. Sau đó là bịch hạt xốp hồng 9.000. Đó, có hai màu dâu và sữa, 10.000 đồng một chai. Rồi có nhũ nữa nè,
nhũ vàng nha, nhũ vàng 20.000 đồng. Tiếp theo là hai bịch đất sét màu đỏ và màu hồng phấn nè, mỗi bịch là 5.000. Và tiếp theo là đơn hàng của bé Nguyễn Thị Như Quỳnh 313.000. Đầu tiên thì bạn này đặt là 5 slam shop vàng, chị chỉ còn 2 bịch, chị lấy cho em là 3 bịch màu cam vàng nha. Mỗi bịch là 5.000 á. Rồi đến là borat này, 1 2 3 4 5 bịch borat mỗi bịch 5.000. 5 bịch đất sét Nhật mỗi bịch là 5.000 luôn. 2 bịch hạt sếp nha, mỗi bịch là 9.000. Rồi đến là bịch nhũ 20.000 màu vàng. 5 bịch kim tuyến như thế này nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, đủ màu hết luôn, 5.000 một bịch. Rồi đến là bịch bột phát sáng 20.000 đồng. 4 slam cà phê mỗi slam như vậy là 5.000 đồng. Tiếp theo thì là 3 slam bia nè, mỗi slam 9.000 nha. Một keo sữa thì là keo sữa này là 15.000 đồng. Tiếp đến thì là 6 mùi hương, đây hai dâu nè, hai dứa nè và hai sữa, nhưng mà nó có bị trộn ít mùi dâu vô nha, 10.000 chai. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Phan Mỹ Anh 262.000. Gồm có anh kem, đây là anh kem 50.000 đồng ha, đơn hàng của Lê Phan Mỹ Anh 262.000, anh kem thể thao, có tóc. Tiếp đến là bộ nhà mini 50.000 đồng, rất là đẹp luôn nha, có mấy cái đồ chơi cầu tuột rồi nữa nè. Rồi đến là cái giường hồng 60.000 đồng, có phần nệm nữa nha. 10 bịch tiền, đây 2, 4, 6, 8, 10, mỗi bịch 2.000 đồng. Rồi đến là cái ba lô, wow, cái ba lô này rất là đẹp luôn, 15.000 đồng nha. Như kéo sao vậy ta? À không sao nha. Rồi cái cặp tát nữa, cặp tát thì 9.000. Bộ đồ bơi, đây là bộ đồ bơi 18.000 đồng. Và một cái bình chữa cháy 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Diệu Anh 371.000. Gồm có 3 bộ kit làm lam, mỗi bộ là 50.000 đồng. Rồi đến là 6 bịch borat, 3, 4, 5, 6, mỗi bịch là 5.000 đồng nha. Sau đó là đến là mùi nè, 2 sữa và 2 cam 10.000 đồng một cái. Đó, xốp nè ha, 4 bịch, mỗi bịch như vậy là 9.000 đồng nha. Keo sữa thì 15.000 đồng một hũ nè. Đó, trứng lưới 10.000 ha. Còn đây thì là cái gì đây? Lam xốp. Đây, 5 cái lam xốp đủ rồi nha em, đủ màu hết, mỗi một bịch như vậy là 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của bé Trần Thị Thiên Thảo 1.091.000. Và đây là một đơn hàng thời trang rực rỡ sắc màu luôn, các em hãy cùng đón xem nha. Đầu tiên là hai bộ kimono, đây là bộ kimono thứ nhất là váy ngắn nè, bộ kimono thứ hai là váy dài nha, 50.000 đồng một bộ. Tiếp theo là hai bộ học sinh, mỗi bộ là 25.000. Tiếp theo là hai bộ nè, áo hồng ống ngắn váy jean ha, mỗi bộ như vậy là 18.000. Ý lộn, chị nói bậy, đây là bộ đồ kiểu 35.000. Tiếp theo là hai bộ đồ yếm nè, đó, mỗi bộ là 35. Rồi đến là hai bộ ken 30.000, tay dài tay ngắn. Rồi đến là đồ học sinh nam cũng 30.000 đồng một bộ luôn. Hai váy cổ trang nha mấy em. Đây, hai váy cổ trang màu hồng và màu cam 50.000 đồng một bộ. Hai phụ kiện mới 5.000 đồng một phụ kiện. Tiếp theo là hai bộ áo dài nha, mỗi bộ 40.000 đồng. Hai bộ đồ bác sĩ nè, mỗi một bộ là 25.000. Tiếp theo là đồ kiểu mà có cái quần hoa nha, hai bộ mỗi bộ là 35.000. Tiếp theo thì còn có đồ tiếng cá nữa nè, đó, rất là đẹp luôn, cũng 35.000. Tiếp theo là hai bộ đồ hanbok, đó, đồ Hàn Quốc cho búp bê, mỗi bộ 50.000 đồng. Rồi đến hai bộ bà ba nữa, mỗi bộ 30.000 đồng và một bộ làm bếp cũng 35.000. Tiếp theo thì là bốn cái giá đỡ nè, mỗi cái 10.000. Rồi đến là 8 cái ghế, 1 2 3 4 5 6 7 8, mỗi cái là 5.000 đồng nha. Ngoài ra thì còn có bàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái bàn luôn, mỗi cái là 7.000. Và bây giờ là đơn hàng khủng của bạn Nguyễn Huỳnh Như 1.192.000. Do là bạn này đặt 41 slam thuốc nhưng chị chỉ còn 35 thôi, cho nên là trừ bớt 60.000 ra nha, chứ nếu không là 1.252.000 lận đó. Đầu tiên bạn đã đặt là 41 kẹo nổ thì có là 10 vị xoài nè, 10 vị dưa, 10 vị coca và 11 vị dâu nha. Em có thể bấm đứng hình để xem 11 vị dâu. À, tới là 11 vị xoài lận nha mấy em. Có thể bấm đứng hình xem 11 vị xoài, 9 vị coca và 10 vị dưa. Rồi đến là 6 bịch móng tay, mỗi bịch là
5.000 đồng ha. Rồi đến cái hộp này là có 20 viên slam thuốc. Và cái hộp này nó chỉ có 3, cái này có nghĩa là 15 viên, tổng cộng 35 viên. Mỗi một viên là 10.000. Rồi đến là bộ lô tô 18.000. Sau đó là một vỉ móng tay 7.000 nè. 3, 6, 9, 12 nha, đầy đủ hết các màu luôn. Tiếp theo thì bạn đã đặt là hai popping cooking cơm 118.000, nhưng chị chỉ còn một thôi, chị lấy cho em là cái đất sét ăn được, có thể nặn được rất là nhiều hình và chơi rất là vui nha. Tiếp theo là 50 kẹo hamburger nè, 10, 20, 30, 40, 50 nha, mỗi viên 2.000. Tiếp theo là ba cái áo khoác 20.000, thì đây có kiểu mới nè, chị bỏ vô luôn cho nha. Rồi áo jean nè, áo jean mỗi cái 20.000. Rồi đến là 5 bộ đồ kiểu, mà cái kiểu mà áo hồng và váy jean nè, mỗi bộ 35.000. Rồi đến là một marshmallow 16.000 đồng hình hoa, hạn sử dụng còn rất xa. Tiếp theo là đơn hàng của Bùi Thị Diệu Linh 808.000, cũng là đơn hàng cuối cùng của video ngày hôm nay. Đầu tiên Diệu Linh có đặt là hai cái két sắt, mỗi cái là 240.000 đồng. Đó, két sắt này nó có hình Hello Kitty, tổng thể hình của nó là như thế này nha, cái hình của nó ở bên hông. Mật mã ban đầu là 4 số 0 nha. Đó, ở đây cũng vậy luôn. Đây là có hình Doraemon, 4 số 0 hoặc là 4 số 5 nha mấy em. Ở đây chị thấy nó có nhấn ngay chỗ phím 5 nè. Có thể là 4 số 0 hoặc là 4 số 5, mật mã ban đầu để chúng ta mở á. Tiếp đến là hai bộ lô tô, mỗi bộ 18.000. Rồi đến hai trứng lười, mỗi trứng 20. Một bịch tiền 2.000. Rồi đến là 7 bịch kẹo nổ, mỗi bịch 3.000, đầy đủ hết các mùi nha, rất là ngon. Rồi đến hai cái túi trượt, wow, mỗi túi 30.000. Tiếp theo thì là 5 kẹo hamburger, mỗi viên 2.000 đồng. Cuisin nha, cuisin thì 38.000 đồng một cu. 2 bịch ly, mỗi bịch là 5.000 đồng. Whisky kem nè, hai cái, mỗi cái là 18.000. Và cuối cùng thì là bịch bóng nước 37.000 đồng nha. Đây là bịch bóng nước 37.000, chế nước vô bóng nó xì ra vui lắm. Và đơn hàng của Diệu Linh cũng đã kết thúc video vừa rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Xin cảm ơn các em, chúc các em thật là vui và hạnh phúc nha. Gọi đặt hàng các em nhớ gọi 0937899707 hoặc nhắn tin Facebook 0937 béo chibi chứ. À, còn bây giờ là câu hỏi dành cho thành viên của kênh, đó là đơn hàng quần áo nhiều nhất ngày hôm nay là đơn hàng của ai, gồm có những bộ đồ nào, và kèm theo số điện thoại của các em, ai trả lời sớm nhất thì sẽ là người chiến thắng nha. Chúc các em may mắn. Bye bye, nhớ nha, đơn hàng nhiều quần áo nhất ngày hôm nay là của ai, gồm có những loại quần áo nào, kèm theo số điện thoại của các em. Bye bye.